dành cho những ai đang thất vọng về bản thân. 1. Không có ai là bất tài và vô dụng cả, chỉ là bạn chưa ở đúng chỗ của mình và làm đúng sở trường của mình mà thôi. 2. Mỗi người đều có một câu chuyện đằng sau. Khi bạn chưa hiểu hết câu chuyện ấy, đừng vội phán xét ai cả. 3. Tất cả mọi thứ, tốt hay xấu, đều bắt nguồn từ suy nghĩ của bạn. Hãy học cách suy nghĩ tích cực và kiểm soát suy nghĩ của chính mình. 4. Hãy trân trọng những thứ bạn đang có. Người hạnh phúc nhất không phải người có tất cả, mà là người biết trân trọng tất cả mọi thứ họ đang có. 5. Nếu trước khi nói một điều gì đó, hãy tự hỏi mình 3 câu sau. Điều này có thực sự đúng không? Điều này có cần thiết không? Và điều này có mang lại thông điệp tích cực cho người nghe không? 6. Hạnh phúc là một sự lựa chọn. 7. Không có ai hạnh phúc mà chưa từng nếm hương vị của khổ đau. Không có ai thành công mà chưa trải qua một lần thất bại. Quan trọng ở chỗ, bạn phải học được cách đứng dậy, bước tiếp, giữ lấy những bài học và đừng bỏ quên một nụ cười phía sau. 8. Dù hôm nay có tệ đến thế nào đi chăng nữa, bạn vẫn cần một thứ được gọi là ngày mai. Hãy đứng dậy và làm lại. Đằng nào cũng phải sống tiếp, thôi thì hãy sống thật hạnh phúc và tỏa sáng. 9. Giận ai cũng đừng giận đến ngày mai, nhất là với nửa kia của mình. Bởi không ai biết được, đằng sau cánh cửa khép lại kia, mình có còn gặp lại họ nữa hay không. 10. Khi một sự cố xảy ra với bạn, thay vì ngồi than trời trách đất và dằn vặt vì những tổn thương, hãy nghĩ cách làm cho mọi chuyện sáng sủa hơn. Bởi chúng ta không thể kiểm soát được điều gì xảy ra đến với mình, nhưng phản ứng của tình huống đó theo cách nào, tiêu cực hay tích cực, hoàn toàn nằm sau sự kiểm soát của chính mình. Nếu bạn thấy video hữu ích, đừng quên lưu lại và chia sẻ. Hẹn các bạn 21 giờ hàng ngày trên kênh Nguyễn Vân Loan.